Nếu mà xấu thì vào thay quần áo đẹp. Thế mừng tuổi cho con em được chưa? Kiểu này bắt bà phải mừng tuổi, mẹ bó tay rồi. Quả này mà chia hết thì mẹ đúng là hết ví luôn. Bó tay rồi. Ngô ngon đấy nhỉ, trông có vẻ hấp dẫn đấy. Năm nào cũng đi chúc Tết. Mận này được đi mận nhỉ? Năm ngoái cháu với mận là không đi. Ừ. Con là bụng to là không đi đấy. Năm ngoái còn đang nằm trong bụng. Nhanh lắm. Mà trồng cái rau ấy à, cái này nó non nhỉ, cái rau vả, cây vả này, mặt nước này ơi. Này làm một kiểu lấy núi lấy lúa đẹp cực anh ạ, à. Sáng đẹp lắm. Xem nào, Ngân. Đứng xem nào. Quá đẹp luôn. Đây, ui dồi đẹp thế. Sáng rực luôn. Quẩy. Không có chụp gì. Được chưa? Sáng rực luôn. Có ai kiểu đâu. Ừ, dính nhanh lên. Được thay ơi. Mấy cái. Này, đứng chỗ đây đẹp. Đẹp không? Đấy, hôm nay bà vào làm đại diện đi. Ơi. Thay mặt cho đoàn đại biểu. Tôi xin được. Trưởng đoàn. Bà cái gì hoa nhỉ? Chung chung. Chung à? 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 Năm mới chúc sức khỏe chị. Và năm mới có nhiều sức khỏe. Và mọi việc như ý. Dạ vâng. Chị Linh ơi ngồi ngoài này nè. Ngồi này chị ơi.
sáng.